Xin chào quý vị nhé. Tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm nhé, của cái dòng Astray. Đây là cái dòng số sàn nhập Thái nha anh chị. Xe màu trắng. Xe mới đi đúng có 4.100 cây số thôi. Và nếu như em tháo biển số ra, em vệ sinh, em để trong khoang giao xe là anh chị cũng không biết được cái xe này là xe mới hay là xe cũ, hay là xe qua sử dụng luôn anh chị. Bởi vì nó quá mới. Những cái đặc điểm em mô tả là anh chị sẽ thấy nó sướng ngay với con xe này. Xe này sơn zin 100%. Zin luôn nha anh chị. Lốp xe cua thì chưa hạ. Audio thì đi đúng 4.100, một chủ từ đầu. Biển 60, biển trắng nha anh chị. Em đang ra bán mức giá là 375 triệu. Mức giá này tụi em sẽ bao rút hồ sơ. Và giá này còn thương lượng có hỗ trợ giảm giá cho anh chị nữa. Anh chị ưng con xe này ghé coi bên em để xem xe nha. Đấy, những anh chị mà mua để kinh doanh và dịch vụ thì con xe này hốt liền nha anh chị. Xe quá đẳng cấp. Lâu lâu mới có được một con xe mà nó ngon như thế này. Anh chị sẽ để ý là nếu mà anh chị có theo dõi em thì hiếm có cái xe nào mà em mô tả là sơn zin 100% đó. Không nhiều đâu, một tháng chắc chỉ có 1-2 con em mới dám tuyên bố cái câu đấy. Tại vì nó phải là sơn zin 100% thì em mới mô tả được. Còn lại thông thường nó sẽ có dầm tút một chút xíu, nhưng con xe này sơn zin hết. Số sàn nha anh chị, số sàn thì ghế nó ghế nỉ. Anh chị bỏ thêm 5 triệu nữa, hoặc là em tặng luôn cho anh chị bộ ghế da cũng được. Thay vì em giảm giá thì em tặng bộ ghế da cho anh chị, để anh chị dùng ha. Mới tin luôn anh chị. Anh chị muốn xem keo gì, ốc ác gì đó cứ qua đây nha anh chị. Chắc chắn với anh chị luôn là động cơ không gồm hộp số. Nói chung là sơn nó đã zin rồi thì tất cả mọi thứ nó sẽ là zin hết. Đây, vô lăng. Em đè máy lên. 4.200, em chạy về đây là 4.200 rồi anh chị. 4.200 cây số odo zin. Vô lăng thì nó mới cỡ này. Xe 4.000 thì không cần phải coi gì đâu anh chị. Màn hình zin nè. Cũ số này. Đấy. Đấy, xe này thì em chỉ lướt qua thôi ha. Thật ra anh chị mà ưng con xe này cứ trao đổi với em nhé. Anh chị cần lái thử ghế coi bên em, có thể dẫn bạn bè thợ thầy gì đó đến xem xe thoải mái. Đây là hàng ghế sau à. 4.000 cây số mới tinh luôn anh chị. Xe mới về em chưa vệ sinh nha. Có lót mấy cái thảm sẵn rồi nè. Tất cả xe bên em á, sau khi thu mua về sẽ có một quy trình là nữa là kiểm tra 160 điểm. Tức là có 160 hạng mục sẽ được kiểm tra, và trong đó sẽ được lưu lại hết bằng chứng từ bằng 6 tờ giấy A4 và có chữ ký của kỹ thuật viên trong đấy. Và bên em là xe qua sử dụng chính hãng của Mitsubishi nha anh chị. Bên em là Mitsubishi Trường Chinh. Và tất cả xe qua sử dụng mà em bán cho anh chị sẽ nằm trong hệ thống xe Yuka, xe qua sử dụng chính hãng. Xe này là xe 2023, anh chị còn được bảo hành dài hạn lắm anh chị. Bảo hành tới 2025 lận. Anh chị yên tâm về mặt chất lượng xe và pháp lý nhé. Đây em đi một vòng cho anh chị xem. Sơn zin 100 nha, 100% nha anh chị. Chút xíu em mở cái máy lên cho anh chị xem. Lốp chắc chắn là xài Vivu rồi, tại mình đi có 4.000. Lâu lâu mới kiếm được con xe mà sơn zin 100%. Xe qua sử dụng mình dùng cái từ mà sơn zin 100% là nghe sướng lắm chị. Thật ra là cái câu mà sơn zin 100% á là phải chắc cú mới nói được, chứ không phải là lôm cô mà nói được đâu anh chị. Nha, em nhắc lại nha anh chị, đây là con xe mà đăng ký vào tháng 11 năm 2023, sản xuất 2023, phiên bản số sàn nhập Thái, mới đi đúng 4.200, hơn 4.200 hơn chút xíu. Bên em bán mức giá là 375, còn thương lượng có hỗ trợ trả góp nha. Xe này thì trả trước 10 mấy triệu là lấy được xe rồi anh chị. Còn lại bên em hỗ trợ đèn halogen nha. Dưới này thì nó không có đèn sương mù. Con này là không có độ gì luôn. Để em mở khoang động cơ cho anh chị xem. Đây, khoang động cơ em mới mở này, đang nổ máy, mới tinh anh chị nhìn nè. Những cái chất của cái máy nè, khỏi phải bàn luôn anh chị. Zin 100% nha. Cái dòng Astray này tiết kiệm lắm anh chị. Nó xài có 3 máy thôi. Y như thẳng hàng anh chị. Cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm hơn cả Y10 nha. Anh chị mua xe này mà để kinh doanh thì đúng bài. Hoặc anh chị nào thích số sàn mà thích xe tiết kiệm nhiên liệu thì đây là một con xe lựa chọn phù hợp nhất luôn. Đấy, anh chị nào muốn xe mà ốc ác keo chỉ thì cứ đến đây xem xe à. Con xe này hiếm có trên thị trường nha anh chị. Những con xe mà nó đặc biệt như thế này thì bên em thu mua với mức giá cũng cao hơn những con xe khác, cho nên là bên em bán với mức giá nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu nha. Nhưng mà bên em là đại lý chính hãng, sẽ bảo hành và tất cả mọi thứ cho anh chị. Anh chị hoàn toàn yên tâm. $375 triệu nha anh chị, còn bất lọc lá nữa. Giá đó bao rút hồ sơ à.
Đấy, anh chị quan tâm ghé qua bên này mình xem xe. Cảm ơn anh chị rất nhiều.